Chào mừng tất cả các bạn nha, đã trở lại với video của mình. Hôm nay là mình cùng các bạn đi tham quan vườn dưa chuột nhà bác Hải nhé, đang mùa ra hoa các bạn ạ. Đó, đây là những luống dưa chuột này. Đây là tổng thể rất là rộng luôn các bạn ạ. Đó. Thì dưa chuột này nó đang bắt đầu với đang lên các bạn ạ. Đó, đã cho ra hoa này các bạn này. Hoa dưa chuột vàng rất là đẹp. Đó. Dưa chuột này quả rất là to các bạn nhé. Đây là đang mùa ra hoa thôi. Mấy hôm nữa là mình sẽ cùng các bạn thăm lại vườn dưa chuột này. Khi đấy nó sẽ có quả các bạn nhé. Đó, bây giờ mình đang quay vào thời điểm hiện tại thì đang chỉ có hoa đấy các bạn ạ. À. Cây thì đang bắt đầu với đang phát triển. Đó. Đây. Cây nào cũng đang ra hoa các bạn nhé. Đó. Đấy, những luống dưa thì không có cái ngọn cỏ nào các bạn nhé, được bà con làm rất là sạch sẽ luôn, chỉ ưu tiên mỗi cây dưa phát triển thôi các bạn ạ. Vườn dưa phát triển rất là tốt và đều các bạn ạ. Phía xa bên cạnh là những luống đỗ các bạn nhé, những dàn đỗ này. Dưa chuột là những loại quả được ăn rất mát mùa hè các bạn ạ.
hoa rất là nhiều các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình cùng các bạn đã trải nghiệm cái vườn dưa đang mùa ra hoa các bạn nhé. Thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.